Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ làm món niêu hấp Thái. Thì ở đây mình sẽ có 2 kg niêu với lại một bịch lẩu Thái, rau muống, sả với lại một cái vài cái lá quế. Me này mình đã ngâm nước nóng rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi làm cái nước lẩu Thái nha. Mình bật bếp lên. Nồi nóng thì mình sẽ cho vô đây một muỗng canh dầu ăn ha. Chế khóm chế thơm mình bằm nhuyễn mình cho vào mình xào. Mình sẽ cho vào đây cái bịch sốt lẩu Thái này mấy bạn. Mình cho một ít thôi ha, tại vì mình dùng cái niêu thì mình làm ít nước lắm, chứ không phải giống như lẩu ha. Mình dùng một ít thôi. Còn cái này mình để dành lại, khi nào mình có ăn lẩu thì mình nấu tiếp tục. Mình cho sả vô. Cho đây khoảng 1 lít nước ha. Tùy theo cái lượng niêu mà các bạn cho nước nhiều thì ít nha. Ở đây mình có 2 kg niêu thì mình cho khoảng 1 lít nước ha, 1 kg thì nửa lít là được. Rồi mình sẽ cho vô đây là khoảng 3 cái vá canh nước cốt me như thế này. Cái nước cốt me của mình nó hơi loãng nha các bạn. Nếu mà nước cốt me các bạn đặt thì các bạn cho ít lại ha. Hai muỗng canh đường. Một muỗng cà phê hạt nêm. Rồi mình nấu cho cái hỗn hợp này nó sôi lên là mình nêm nếm cho vừa ăn nha. Nó có cái vị chua chua ngọt ngọt đó mấy bạn, đừng có mặn nha, tại vì cái niêu thường thường nó đã mặn rồi cho nên là mình không có nêm mặn nữa. Còn về cái phần niêu này mình mua về đó các bạn, thì mình sẽ cắt vô vài cái trái ớt á, rồi mình ngâm hết cho niêu nó nhả cát ra, nhả cát dơ ra. Còn rau muống thì mình lặt rửa sạch rồi mình cắt khúc như thế này nè. Mình thích lá thì mình để lá, mình thích lá mình bỏ lá đi cũng được ha. Ở đây để cho đẹp thì mình sẽ chuẩn bị cái thố đất như thế này nè các bạn. Để lát nữa đó mình cho niêu vô mình hấp Thái ha. Thì mình sẽ lót ở dưới cái đáy của cái thố niêu á. Và cái cọng sả mình đập dập như thế này nè. Mình cho niêu lên. Rồi lát nữa cái
cái sốt đó, mình nấu cái nước sốt xong rồi đó thì mình mới cho vô cái thố nghêu này nè, rồi mình nấu lên cho nghêu nó vừa mở miệng là được. Nghêu này thì mình ăn thì có thể chấm với nước mắm ngọt đó. Mình nấu cho cái phần này nó sôi lên nữa nè, nó còn thiếu ngọt các bạn ơi, mình cho thêm 1 muỗng rưỡi canh đường nữa nha. Mình khuyến cáo các bạn là không có nêm cái nước này mặn nha, cái gia vị mặn là mình nêm ít thôi, tại vì cái nghêu thường thường ở bờ biển này nó sẽ có cái vị mặn sẵn rồi đó bạn, nếu mình nêm mặn thì nó sẽ bị mặn. Rồi bây giờ mình sẽ dằn thêm một tí nước mắm ngon cho nó dậy mùi nó thơm nha các bạn. Cái này mình nêm nếm vừa ăn là được rồi, hết cho nó ngọt ngọt chua chua. Rồi mình sẽ cắt cho dông cái thớ này dày lát xả. Rồi mình múc cái nước này mình bỏ vô. Mình đậy nắp lại, mình cho lên bếp mình nấu khoảng 3 phút cho nghêu nó mở miệng là được nha các bạn. Rồi mình nấu cho nghêu nó sôi nó mở miệng như là nó chín rồi đó. Giờ mình tắt bếp nha các bạn. Mình sẽ cho lên đây vài cái lá rau quế. Cái món nghêu hấp thái của mình ở đây là xong rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Các bạn nhớ like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.